Chào mừng tất cả các bạn đến với lãnh địa Samsung. Cây Note 20 Ultra màu ngọc lục bảo đã ra đi rồi nha anh em. Thì giờ mình lên sóng cho anh em con Galaxy Note 20 Ultra màu nâu đồng nha. Đây màu nâu đồng, nhìn cực kỳ chất lượng nha. Đây, viền sáng bóng luôn nha anh em. Mặt lưng rất đẹp luôn. Con này là zoom 50x nha. RAM 12GB. Bản này là bản hàng nha anh em. Đây, bản hàng. Dòng này sở hữu viên pin là 4500 nha. Đây, lướt mượt lắm nha anh em. Lướt cho anh em xem luôn. Camera chụp các kiểu luôn nha. Con này là hỗ trợ camera zoom 50x luôn. Màn hình tần số quét 120Hz nha. Đây, vô thông số màn hình cho anh em xem luôn. 120Hz. Đó, bữa nay để năm cũ. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha. Năm cũ mà sở hữu Note 20 Ultra là quá mượt luôn. Đây, Note 20 Ultra. Đó, cầm đẳng cấp luôn. Bút S Pen đầy đủ luôn nha. Sạc Type C nha. Con này là cụm camera kép luôn. Đó, mượt lắm anh em ơi. Đây, màn hình tràn viền luôn. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha.